nằm trên địa bàn của ba phường là Phú Cát, Phú Hiệp và Phú Hậu về phía đông kinh thành Huế. Đường Kỳ Lăng còn được gọi là đường Gia Hội hay là khu phố Tàu, là một con đường có lịch sử đặc biệt ở cố đô Huế. Hai, xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt ở khu vực cầu Gia Hội, chợ Đông Ba, và ở Huế có một con đường mà được gọi là phố Tàu. Thì nơi đây còn lưu giữ những cái công trình kiến trúc mà mang lại dấu ấn đặc trưng của người Hoa đến với thành phố Huế từ những cái thế kỷ mà lúc Triều Nguyễn mới xây dựng kinh thành, từ thế kỷ thứ 19-20. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái con phố này cũng như cái con đường này có những cái công trình kiến trúc của người Hoa như thế nào mà được mệnh danh là phố Tàu của thành phố Huế cho mọi người. Bắt đầu nhé. Vào đầu thế kỷ thứ 19, khi Huế trở thành kinh đô của nước Việt thống nhất dưới thời Nguyễn, người Hoa Kiều tập trung đến khu phố đông kinh thành làm ăn sinh sống rất đông. Con đường Kỳ Lăng đã trở thành địa điểm có cộng đồng người Hoa nhiều nhất Huế từ trước đến nay. Các công trình kiến trúc của người Hoa trên trục đường nơi đây đẹp không thua gì ở phố cổ Hội An. Thậm chí cảnh quan và nội thất vẫn còn nguyên vẹn y như lần đầu được xây mới. Các công trình này đều được các cộng đồng người Hoa xây dựng rất công phu, uy nghi và tráng lệ, đã tạo nên một khu phố Tàu rất riêng cho con đường này. À, đường Kỳ Lăng này thì nếu mọi người đi từ chợ Đông Ba thì mọi người đi qua cầu Gia Hội rồi đổ xuống con dốc là đến. Người ta gọi đường này là phố Tàu vì tính ra ở Huế thì con đường này tập trung nhiều công trình mang đậm kiến trúc người Hoa xây dựng, chứ không nhiều và sáng sắc nhau như phố người Hoa ở Sài Gòn đâu nha mọi người. Nên mọi người cũng đừng so sánh nhé. Và công trình đầu tiên mà mình phải nói đến là Chiếu Ứng Từ. Đền Chiếu Ứng là ngôi đền được xây dựng vào năm 1887. Nơi đây thờ 108 người Hải Nam sang định cư làm ăn ở Thuận Hóa và bị thiệt mạng trong một đại án hải tặc dưới thời vua Từ Đức. Ngôi đền nằm trong khuôn viên rộng khoảng 400 mét vuông, được trang hoàng rất tinh xảo, lộng lẫy bởi bàn tay của những nghệ nhân đến từ đảo Hải Nam ở Trung Quốc. Cổng chính, kiểu nhà có mái, cao khoảng 7 mét và dài khoảng 13 mét, rộng thì 5 mét, chia làm 3 gian và các cánh cửa đều là bằng gỗ. Ở phần tường phía trên cổng là những điêu khắc các nhân vật trong những tích tuồng của Tàu. Trên cổng có treo tấm biển khắc chữ Chiếu Ứng Từ, hai tấm liệt treo hai bên có các câu để tưởng nhớ đến những đồng hương kính mến và uy danh các vị báo trùng khắc phụ trụ. Tiếc là mình xin vào quay bên trong nhưng lại không được à mọi người. Kế đến là ngay chợ Côn phường Phú Cát, là hội quán Quảng Đông của bán Quảng Đông ở đường Kỳ Lăng, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19. Nơi đây thì thờ ngài Quán Công. Bên cạnh đó, cách đây mấy năm thì gần hội quán Quảng Đông, hội quán Quảng Triều cũng được xây dựng và ở đây có mở lớp dạy Hoa ngữ. Còn đây là chùa Ba Hải Nam, thờ Ba Mã Châu. Tương truyền lúc mới đến Thuận Hóa thì người Minh Hương làm chùa Ba, tức là Thiên Hậu Cung, tại làng Minh Hương. Sau này khi lên phố Gia Hội thì họ làm ăn rất phát đạt nên làm thêm chùa Ba này. Phía ngoài nhìn vào thì chùa nhỏ nhỏ thôi nhưng mà lại nổi bật vì nằm sát ngay cạnh đường chính. Đến một đoạn nữa là chùa Triều Châu, một ngôi chùa có quy mô rất bề thế, là nơi thờ những vong linh phiêu bạc đến từ Triều Châu. Chùa Triều Châu từng là ngôi chùa cổ lớn nhất và giàu có nhất so với các ngôi chùa của người Hoa khác ở khu Gia Hội xưa. Sân chùa thì mình thấy để trống khá là rộng rãi, còn về mặt màu sắc thì mình thấy khác một chút với các kiến trúc người Hoa ở đây bởi màu hồng nhẹ và nhạt hơn của ngôi chùa này. Và đây là chùa Phục Kiến nằm bên cạnh chùa Triều Châu, được xây dựng vào năm 1854, thờ tám vị ngũ vị. Theo như mình thấy thì đây là ngôi chùa đẹp nhất, lớn nhất và hoành tráng nhất trên con đường này. Kiến trúc thì phải nói gọi là tuyệt đẹp, từ những cái hoa văn lượng long tiêu nhật, hoa văn khảm sanh sử đều tinh xảo và mới. Tiếc một điều là chùa đang sửa chữa gì đó mọi người. Nếu có dịp thì mình sẽ quay lại xin vào bên trong để quay cho mọi người xem nhé. Và nói về nghệ thuật trang trí thì những công trình kiến trúc của hội quán người Hoa thường gặp là những mảng đề tài trang trí mỹ thuật công phu, tinh tế với các con vật trong bộ tứ linh, long lân quý phụng, tiếng đồng ngọc nữ. Đặc biệt thì về màu sắc, các công trình kiến trúc hội quán thường được sơn màu đỏ. Theo quan niệm phong thủy truyền thống của cộng đồng người Hoa, màu đỏ là màu đem lại sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Những mái ngói của hội quán được dựng thành nhiều lớp mái chồng lên nhau theo kiểu trùng thiêm điệp ốc, với những hàng ngói màu xanh hay màu vàng lợp theo kiểu âm dương rất cổ kính.
Và ở đây không chỉ có những cái công trình kiến trúc của người Hoa mà còn có những cái phủ, những cái tư đường của những vị thân vương của triều Nguyễn và những cái ngôi chùa, ngôi đình mà có kiến trúc cũng đậm chất kiến trúc của cung đình Huế ngày xưa nữa. Đây là phủ thờ Thọ Xuân Vương. Và lăng của ngài thì mình cũng đã từng đến để mà làm video về ngài rồi. Phủ của ngài thì vì chiến tranh nên đã sụp đổ, sau này được con cháu làm lại. Duy chỉ còn lại kiến trúc cũ là cổng tam quan kiểu cổ lâu, ba cửa vòm xây gạch đặc vôi. Phía trước thì có ghi Thọ Xuân Vương Tư Môn và hai cặp câu đối, dịch ra là vui cùng dòng tộc vì nước ra sức gìn giữ, ơn trời ban che phúc mãi đời đời. Cặp hai là bề tôi trung cân bậc nhất, danh thắng nghìn xưa, con vua trải qua bốn triều phúc lộc vô giao. Phía trước nhà thờ có tấm bia đá lớn có khắc bài văn ngữ chế của vua Từ Đức tặng ngài Thọ Xuân Vương lúc mà ông nhân dịp 70 tuổi, với tựa đề là Tứ Thọ Xuân Vương Thất Thập Thọ Tư Tình Ca. Chà, đây quả là một tấm bia quý phải không mọi người. Và tiếp đến là phủ Thủy Thái Vương hay là Thoại Thái Vương. Ông là thân phụ của vua Dục Đức, tổ phụ của vua Thanh Thái và là tăng tổ phụ của vua Duy Tấn. Mà lăng ông mình cũng đã từng quay rồi đó mọi người. Nói về phủ thờ của ông thì đầu tiên nhìn vào là cổng tam quan nổi bật với hai màu vàng và đỏ, với những hoa văn hoa cỏ, rồng châu. Trên cổng có nhiều chữ Hán mà mình cũng không tìm được tư liệu nên cũng không hiểu được ý nghĩa của những cái chữ đó. Sau cổng có bình phong và nhà thờ với cái khoảng sân rộng và kiến trúc đậm kiểu Huế. Và ở số 255 là phủ của Hoa Thành Vương. Ban đầu thì mình không biết phủ của ai, thì mình phải hỏi hàng xóm mới biết, tại trên cổng toàn là những chữ Hán nôm. Về phần cổng thì mình thấy nhỏ hơn so với hai cổng trước và kiến trúc chỉ có một cổng vào. Bên trên thì có hoa văn bạc bù, kỳ lân, cấu đối, chữ phúc và mấy sóng vân vân. Sau cổng là bình phong long mã phù hà đồ và nhà thờ. Và cùng trên con đường này còn có Thanh Minh Tư Đường là nhà thờ tổ ngành nghệ thuật hát tuồng truyền thống còn lại ở cố đô Huế. Thanh Minh Tư Đường được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 5 năm 1825 để làm nơi thờ cúng các thánh thần được suy tôn làm thánh sư, tiến sư và tổ sư và những người có công trạng với nghệ thuật sân khấu tuồng Huế cũng như khu vực miền Trung. Thanh Minh Tư Đường là ngôi nhà rường ba gian hai trái, sáu cổng là bình phong và khoảng sân rộng trước đây là nơi dùng biểu diễn nghệ thuật tuồng. Di vật còn lại là tấm bia đá năm xây dựng Tư Đường năm 1825 đặt nằm ở bên trái, còn cái bia ở bên phải là tấm bia bằng xi măng ghi những người có công trong việc trùng tu nhà thờ. Di tích này cũng được công nhận là di tích cấp quốc gia. Ngoài ra còn có Tổng hội Tiến Thiên Thánh Giáo của Việt Nam. Tiến Thiên Thánh Giáo là một tín ngưỡng dân gian đặc trưng của Huế. Tín ngưỡng này tích hợp với đạo giáo Trung Hoa đã thoái hóa với tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt do cộng đồng di dân Nam Định từ trước thời Nguyễn khai lập và nhiều tôn giáo tín ngưỡng khác sau này ở Huế. Còn di tích Điện Huế Nam hay còn gọi là Điện Hòn Chén để phục vụ tín ngưỡng tâm linh còn là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của thừa Thiên Huế nữa. Và trụ sở Tiến Thiên Thánh Giáo này cũng là một di tích tâm linh rất đặc biệt vì nó là trụ sở chính của cả nước và là điểm làm lễ đầu tiên để tổ chức lễ chính thức tại Điện Hòn Chén. Và cuối cùng là nhà thờ Trần Hưng Đạo được xây dựng khá đẹp bên cạnh Tư Đường Dòng Họ Phạm, mà cứ vào mỗi dịp lễ Tết, người dân Huế thường đến đây để bái vọng và cầu xin sức khỏe, vận mạng. Không nói thì mọi người cũng biết Đức Thánh Trần là ai rồi, ông quả là nổi tiếng. Và bên trong thì mình thấy có tường ngựa này, tường voi này, hoành phi, cấu đổ trên cổng, cũng như là kiến trúc này rất là quen thuộc đối với người dân Huế. Thì ngoài tất cả các kiến trúc trên thì con đường này còn có rất nhiều những cái quán bán hàng ăn. Thường là những quán vỉa hè thôi, bán bún bò này, bán bánh nầm, bánh lọc, bánh bèo hay là bán cháo lòng, vân vân. Rất là nhiều những món ăn truyền thống của Huế mà mọi người cũng có thể ghé thử. Rồi như vậy thì mình cùng các bạn cũng đã vừa cùng nhau tìm hiểu về cái con đường Kỳ Lăng được mình danh là phố tàu ở Huế. Ở đây không chỉ là những cái công trình kiến trúc của người Hoa mà còn là những cái công trình kiến trúc, những cái phủ của những cái vị thân vương triều Nguyễn cũng như là những cái ngôi chùa, những cái ngôi tư đường. Thôi, mình cũng xin dừng video tại đây. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.